Xin chào, mình là Local, mình là team Victory. Mình bao gồm có nhóc con Sayo, Khánh Béo và Alex. Trong team mình trên vị trí Do Lead, nhóc con bao gồm vị trí Leader, Khánh Béo trong vị trí Sentinel, Sayo trong vị trí Sentinel và Alex trong vị trí Smoker. Lúc em được tin team ra thì bọn em chỉ muốn thắng nên là em lấy luôn cái team Victory. Nó đơn giản. Em nghĩ nếu thành viên chủ yếu trong team của em thì sẽ là nhóc con, tại vì nhóc con là người co team chính và cũng là leader của team em. Nhóc con là một mẫu player bắn main sova và rất bình tĩnh, nên là trong những lúc đội em đang cần một lại tinh thần thì nhóc con là người là tốt nhất. Tiếp là 3 điểm hoặc 1 đem về Khánh Béo với một khẩu xe rift. Có một đầu, đây là cái đầu dành cho chúng ta. Con như thế nào cả, có một người bị đẩy thì siêu mắc kẹt rồi. Nhóc con cuối cùng cũng đã bắt được vị trí của vị siêu. Trong quá trình bọn em bắn vòng lại thì không có gì khó khăn ngoài trận đấu cuối cùng với đối thủ là Cantic 2.0. Thì như mọi người theo dõi Valorant Việt Nam từ trước thì cũng biết đội tuyển Cantic rồi, nên là đấy là một đối thủ khá là đáng gờm. Bọn em chiến thắng 2 map 15-13 thì mới có vé vào đến VCT đấy ạ. Bọn em thì không đặt ra mục tiêu cụ thể là phải top mấy hay là vào được đến đâu, bọn em chỉ bắn hết sức có thể thôi ạ. Lại lên cho mình những cái chờ và chắc chắn là em lại những sự hiệu quả. CEO cuối cùng cũng có thể lên tiếng và thành công như yes I can. Đúng rồi, Messi họ không muốn để đối phương có được nhiều những cái điểm off, chỉ có một khẩu súng giết yes I can thôi, nhưng không, mọi thứ đã nằm gọn trong tầm tay và CEO kết thúc round thi đấu này với một cái ace. Nếu được trở thành đại diện của Việt Nam để thi đấu ở APAC thì là gì đấy rất là đặc biệt đối với em, và đấy là một gì đấy gọi là cột mốc đánh giá được thành công trong sự nghiệp của mình. Với team Victory của em thì sẽ là những gương mặt mới, nên là mọi người hãy chờ đón nhé.